Hello, kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm dưa leo muối theo cái kiểu giống như dưa mắm, dưa leo á, ăn rất là giòn ngon. Mà công thức thì lại đơn giản nữa, màu vàng tự nhiên, giòn rụm luôn, không hề sử dụng màu hay là cũng không cần phơi nắng nữa. Mình làm theo cái cách đơn giản này, mời các bạn cùng xem để có cái món dưa leo, dưa mắm ăn thật là ngon miệng. Đây là mình sử dụng là 2 kg dưa leo chuột á. Mình chọn cái dưa leo mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, nó mới lớn lên, nó rất là non luôn. Rồi mình đã rửa sơ qua nước một lần rồi. Bây giờ chuẩn bị cái nước sôi trên chảo. Rồi các bạn sẽ cho cái dưa leo này vô, mình trộn sơ qua nước sôi khoảng 1 đến 2 phút. Đây, mình chia ra làm 2 phần để mình trụng cho nó đều. Đây, khi cái dưa leo mà các bạn trụng á, nó vừa nóng cái dưa leo lên thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Và trong lúc vớt thì mình chuẩn bị một cái thau nước đá lạnh ha. Rồi bây giờ mình vớt ra là được rồi. Cái vớt ra hết mình sẽ cho vô thau nước đá lạnh. Thao nước đá này là phải lạnh. Rồi để trong nước đá ngâm. Cứ tiếp tục mình vớt cho hết. Rồi mình trụng hết 2 kg dưa leo. Rồi các bạn sẽ cho vô hết luôn ha. Mình trụng xong rồi mình sẽ để đây mình ngâm. Mình ngâm với nước đá như vậy á, là cho trái dưa leo nó giòn, nó không có bị mềm, mà cái màu làm lên nó màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi khi mình ngâm nước đá, nước đá đã tan hết trái dưa leo nguội thì vớt lên cái gỗ cho nó ráo nước. Mình vớt hết qua cái gỗ luôn. Đó, trái dưa leo cái màu nè các bạn, nó xanh đậm hơn á. Nhìn trái dưa leo nó đẹp hơn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị là 250g đường, là một chén đường á. Rồi thêm giấm, một chén giấm luôn. Rồi đây là muối hạt, mình sẽ dùng nửa chén. Cho hỗn hợp này vô chung với nước là 1 lít nước. Rồi các bạn sẽ đem đi nấu, nấu cho nó sôi lên. Rồi khi hỗn hợp nước muối đã sôi lên rồi, bây giờ tắt bếp mình để cho nó nguội. Đây, cái dưa leo mình để nó cũng ráo nước rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ cho vô cái hộp. Cái hộp phải khô ráo, không có bị ướt ha. Rồi các bạn sắp cho nó đều ra. Rồi mình sẽ cho cái nước hỗn hợp giấm đường vô. Giấm đường phải thiệt nguội luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ để ở đây ha, mình đậy cái nắp lại. Mình để đây qua một đêm. Rồi sau cái dưa mắm qua một đêm rồi nè các bạn, nó đổi thành cái màu vàng rồi nè, rất là đẹp luôn. Bây giờ các bạn sẽ chắc cái nước giấm đường này bỏ. Đó, cái màu rất là đẹp luôn á, nó vàng tươi luôn á. Rồi mình chắc hết cái nước đó ra rồi, bây giờ các bạn sẽ sắt ha. Mình sắt mỏng mỏng cho nó giòn ngon á. Đó, chứ cái trái lớn lớn thì mình sắt, còn trái nhỏ nhỏ thì thôi mình cứ để nguyên như vậy đi. Sau khi mình sắt xong hết rồi nè, bây giờ các bạn sẽ vắt nước ha. Mình vắt cho nó ráo hết cái phần nước. Mình vắt như vậy á, khi mình ốp á, nó sẽ ngon hơn, nó không bị ra nước. Đây, mình vắt nó ra nước nè. Rồi sau khi vắt xong hết rồi nè, đó, cái miếng dưa leo nó khô ráo. Nước, cái phần nước mình vắt ra được bao nhiêu đây nè.
Rồi đây là tỏi ớt mình băm nè, mình băm hai thứ này tùy thích nha. Rồi mình sẽ cho vô cái hộp. Cái hộp các bạn cũng phải khô luôn ha. Mình lau cho thật khô. Rồi mình cho vào đây 300g đường. Rồi cho chút xíu bột ngọt. Rồi các bạn sẽ cho phần nước mắm ha. Nước mắm mình cho đây là 50ml nước mắm. Cái phần này thì mình sẽ điều chỉnh lại cho nó cái độ mặn ngọt rất là ngon á. Mình cho tỏi ớt băm vô. Các bạn sẽ trộn đều. Mình trộn cho cái tỏi ớt với đường á nó đều với cái dưa leo, xong rồi các bạn sẽ để đây mình ốp. Mình sẽ ốp ở đây đến khi nào cái đường nó tan ra hết luôn. Hồi nãy giờ á, mình ốp cũng được mấy tiếng rồi nè các bạn. Cái phần nước đường nó tan ra hết rồi nè. Đó, nó ra cái phần nước đường nè. Đây, rất là ngon luôn rồi đó. Giờ mình sẽ gấp ra cái dĩa. Wow, cái màu vàng tươi luôn á các bạn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Nhìn miếng dưa leo nó giòn rụm rụm luôn. Đây, giòn quá trời giòn. Bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Dưa leo quá nó giòn rụm. Mình ăn cái độ mặn ngọt, chua nhẹ. Nếu các bạn thích chua hơn thì mình sẽ dắt vào đây một miếng chanh nữa rồi mình trộn đều. Ăn rất là giòn luôn á. Cay cay, thơm thơm, mùi tỏi ớt. Rất là ngon, món này mình ăn với cơm nè, hoặc là ăn với những cái món thịt kho á. Ăn rất là hao cơm luôn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã xem video này.